Vitalik Buterin đã có những chia sẻ đầu tiên sau vụ hack gây thiệt hại gần 700 triệu đô la gần đây. Quỹ Fungal khởi động chương trình tìm kiếm startup trong lĩnh vực fintech. Ủy ban chứng khoán Mỹ và Binance chính thức đạt được thỏa thuận chung trong vụ kiện gây chấn động cộng đồng crypto. Picoteam được cho là đã phát triển P-Block Explorer thành phiên bản ứng dụng. Sau đây, mời các bạn cùng đến với những thông tin chi tiết sẽ có trong bản tin chuyển động 24 giờ tối nay. Người đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin đã chính thức lên tiếng làm rõ vụ tấn công gần đây đối với tài khoản Twitter của mình. Chia sẻ trong một bài đăng vào ngày 12 tháng 9 trên Farcaster, một nền tảng truyền thông xã hội phi tập trung, Vitalik đã có những chia sẻ đầu tiên sau vụ hack gây thiệt hại gần 700 triệu đô la. Theo Vitalik, hacker đã thao túng T-Mobile, nhà cung cấp dịch vụ viễn thông để chiếm quyền kiểm soát số điện thoại của mình, khẳng định đây là một cuộc tấn công hoán đổi SIM. Chiến thuật phức tạp này đã cho phép hacker đặt lại mật khẩu tài khoản Twitter của Vitalik, ngay cả khi không sử dụng nó làm phương thức xác thực hai yếu tố. Ông cũng thừa nhận trước đây từng nhận được lời khuyên không nên sử dụng số điện thoại để xác thực, nhưng cho đến nay ông mới bắt đầu biết mức độ nghiêm trọng của tình hình. Hiện, ông chủ Ethereum đã giành lại quyền kiểm soát tài khoản T-Mobile của mình và kêu gọi người dùng xem xét xóa sổ số điện thoại của họ khỏi Twitter để tăng cường bảo mật. Trong các nhận xét bằng văn bản được gửi đến phiên điều trần trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Hoa Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán SEC Gary Gensler đã một lần nữa nhắc lại quan điểm của mình về tiền điện tử. Theo đó, Gensler vẫn giữ thái độ chống lại tiền điện tử, bất chấp những thách thức gần đây mà cơ quan quản lý của ông phải đối mặt tại tòa án. Ông khẳng định rằng tất cả các token tiền điện tử đều đáp ứng bài kiểm tra Howey, một bài kiểm tra pháp lý nhằm xác định một tài liệu hoặc giao dịch có thể được coi là chứng khoán hay không. Do đó, chúng đều phải tuân theo luật chứng khoán, cũng như các trung gian tiền điện tử cũng phải tuân thủ luật này. Cuối cùng, ông cũng nhấn mạnh rằng ngành công nghiệp mới nổi hiện đang đối mặt với nhiều vấn đề, chủ yếu là do sự không tuân thủ luật chứng khoán trên diện rộng. Nền tảng phái sinh tiền điện tử phổ biến BitGet đã công bố ra mắt một quỹ mới tập trung vào phát triển hệ sinh thái và đầu tư vào các sàn giao dịch khu vực. Công ty phân tích, tổ chức truyền thông và các thực thể có thể đóng góp vào sự phát triển của nền tảng. Trong một thông báo mới nhất, BitGet đã giới thiệu về BitGet EmpowerX. Quỹ này sẽ đầu tư 100 triệu đô la để tối đa hóa tác động lâu dài của công ty trong không gian tiền điện tử. BitGet tin rằng việc đa dạng hóa các dịch vụ và đáp ứng nhu cầu của cơ sở người dùng toàn cầu chính là chìa khóa để mở rộng hệ sinh thái tiền điện tử bản địa. Quỹ mới nhất xuất hiện chỉ sau vài tháng khi BitGet cho ra mắt quỹ Web3 trị giá 100 triệu đô la tập trung đầu tư vào các dự án tiền điện tử ở châu Á vào hồi tháng 4. Cùng với sự phát triển của công nghệ tài chính toàn cầu, Việt Nam những năm trở lại đây cũng chứng kiến sức hút mạnh mẽ và sâu rộng của lĩnh vực này. Nắm bắt xu hướng và tạo cơ hội cho các startup tại Việt Nam, Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp Fungal cùng nhiều đơn vị trong ngành đã đồng tổ chức FinTech Talent Award 2023, một cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp sáng tạo, những tài năng có thể tỏa sáng, trình bày ý tưởng độc đáo và đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành công nghệ tài chính. Bên cạnh các giải thưởng hấp dẫn, các startup còn có những cơ hội đặc biệt như nhận suất đầu tư tổng trị giá lên đến 500.000 USD từ Fungal. Ngoài ra, cuộc thi FinTech Talent Award 2023 cũng mang đến cơ hội tiếp cận một cộng đồng lên đến 4 triệu nhà đầu tư và khách hàng trong hệ sinh thái tài chính công nghệ của Fungal. Điều này đồng nghĩa với việc các startup có thể tiếp cận một lượng lớn nguồn vốn và khách hàng tiềm năng để phát triển dự án của mình. Thời gian nhận hồ sơ dự thi sẽ kéo dài từ ngày 8 tháng 8 đến hết ngày 8 tháng 10 và cuộc thi sẽ chính thức diễn ra từ ngày 8 tháng 10 đến ngày 22 tháng 11. Ủy ban chứng khoán Mỹ SEC và Binance gần đây đã đồng loạt đồng ý về một động thái chung nhằm niêm phong thông tin bí mật liên quan đến vụ kiện đang diễn ra. Vào ngày 11 tháng 9, các bên trong vụ kiện của SEC và Binance đã đệ trình một kiến nghị chung để yêu cầu một giải pháp xử lý các tài liệu hoặc bằng chứng tiềm năng trong quá trình tố tụng tại tòa án. Theo đó, lệnh bảo vệ được đệ trình bởi SEC, Binance, BAM Trading, BAM Management US và ông Trang Tiên Giao yêu cầu tất cả các bên phải giữ kín những tài liệu này, nghĩa là các thông tin bí mật hoặc thông tin không công khai phải được lưu giữ dưới dạng tài liệu được bảo vệ và lệnh hạn chế quyền truy cập vào các tài liệu đó đối với các bên như thẩm phán, luật sư, nguyên đơn, bị đơn và các bên không được tòa án chấp thuận. Bản cập nhật này
là hồ sơ mới nhất trong vụ kiện của SEC chống lại Binance. Vào tháng 6, Ủy ban đã đệ trình 13 cáo buộc, bao gồm cả cáo buộc về việc bán chứng khoán chưa đăng ký đối với các thực thể Binance. Là một phần trong chuỗi update gần đây từ Pico Team, P-Block Explorer đã chính thức có mặt trên các cửa hàng ứng dụng. Trong một báo cáo mới nhất từ P-News, phiên bản ứng dụng đầu tiên của P-Block Explorer đã có sẵn để tải xuống từ các cửa hàng ứng dụng như Zplay và App Store, thay vì chỉ là phiên bản trang web như trước đây. P-Block Explorer được biết đến là một nền tảng ghi lại các dữ liệu giao dịch trên mạng mainnet P-Network, cũng như tổng phần thưởng P khai thác đã di chuyển và hiện đang bị khóa. Ngoài ra, đây cũng là một công cụ giúp các pioneer theo dõi các hoạt động giao dịch một cách cụ thể trên mạng P-Network, kể cả các đợt di chuyển P từ Pico Team về ví tổng JBT. Sự phát triển mới nhất một lần nữa cho thấy nỗ lực của Pico Team trong việc mang đến những trải nghiệm mới lạ cho các pioneer, đồng thời phát triển hơn nữa hệ sinh thái. Trong một cột mốc quan trọng, phí giao dịch trên mạng Ethereum đã giảm mạnh xuống mức thấp nhất kể từ năm 2022. Điều này đã khơi dậy sự lạc quan trong cộng đồng tiền điện tử và nhấn mạnh tiềm năng áp dụng rộng rãi hơn của các ứng dụng phi tập trung được xây dựng trên blockchain Ethereum. Trong một bài đăng mới nhất, người sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Messari, Ryan Senkey cho biết phí chuyển ETH trung bình đã giảm xuống chỉ còn 1,83 USD. Bên cạnh đó, chi phí mua token trên sàn DEX phổ biến Uniswap hiện chỉ rơi vào khoảng 4,17 USD. Việc giảm phí này được xem là một tín hiệu đáng mừng đối với người dùng Ethereum, những người đã phải chịu phí giao dịch cao trong những năm gần đây. Tình hình phí gas cũng như phí giao dịch trên Ethereum giảm được cho là bị ảnh hưởng bởi sự sụt giảm trong các hoạt động liên quan đến NFT, giao dịch meme coin và bot Telegram. Việc giảm phí gas này trùng hợp với việc mạng Ethereum bước vào kỷ nguyên giảm phát. Trong tuần qua, nguồn cung Ethereum đã tăng lên 4.092 ETH với tổng giá trị khoảng 6,6 triệu USD. Thị trường tiền điện tử chiều nay đã chứng kiến sự phục hồi. Vốn hóa toàn cầu vào lúc 18:30 là 1.077 tỷ đô la, tăng 1,5% trong 24 giờ qua. Bitcoin trao đổi tại 26.087 đô la, tăng 1,6% trong ngày. Ethereum đổi chủ tại 1.608 đô la, tăng 1,2% giá trị. Binance Coin giao dịch tại 212 đô la. Chris Lichtman xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe bản tin của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.